Xin chào các bạn. Thì một số anh em đang thắc mắc và hỏi mình đó là cái đất dự án nó khác cái đất nền như thế nào. Thì hôm nay tôi sẽ quay một cái clip để nói vấn đề này cho các bạn hiểu thêm một chút. Thì cái đất dự án á là cái đất người ta đã xây những cái nhà dự án hoặc là người ta sẽ làm cho mình những con đường như thế này các bạn. Đó. Được như thế này. Rồi có điện nước đầy đủ nha. Thì đất dự án á, ta sẽ có những cái bản đồ nha các bạn. Đồ quy hoạch. Đây, thấy đây. Đó, cái bản đồ quy hoạch này. Chứ sai đâu các bạn. Đó. Cái bản đồ quy hoạch này. Đó. Đó đặt dự án nha. Có những cái bản đồ quy hoạch từng khu vực chi tiết. Khu dân cư, đô thị, rồi trường học, bệnh viện, khu phức hợp thể thao, thì khu sân golf công viên này, các bạn thấy không? Đó, đó là cái mà các bạn phân biệt được cái khu mà dự án, hai khu ta xây dựng cho mình khu đô thị này. Có cái công viên này, xây dựng cho mình cái công viên, đây là cái khu xây dựng khu đô thị ở công viên cho mình này, đây là khu quy hoạch nha, quy hoạch công viên này. Thì một số khu dự án mà lớn nữa thì người ta có xây công viên rất là rộng nha, cái cả sân golf nữa không, và thậm chí người ta có những cái xây dựng những cái hồ nước, cái hồ giống như cái hồ tự nhiên bằng cái tái tạo lại, ta xây dựng một cái hồ lớn để lấy khung cảnh nó thoáng mát, cái hồ này mấy chục cái ta tùy theo cái khu lớn hay nhỏ thì người ta xây dựng phù hợp. Thì mấy về khu dự án á, ta sẽ xây dựng cho mình các cái trường học này các bạn, các trường học nha, rồi rồi bệnh viện nữa. Người ta xây cho mình tất cả những khu phù hợp như vậy. Và một số khu doanh nghiệp người ta đang phát triển mạnh đó các bạn, thì người ta phải có những công trình đang xây dựng liên tục nha. Đường xá cây xanh thì người ta làm mình cho mình rất là đẹp nha các bạn. Ở đây là những cái nhà điện này. Rất là kiên cố rồi. Bạn thấy không? Kiên cố. Dự án thì các bạn thấy người ta có những cái đội ngũ chăm sóc cây xanh người ta tưới nữa, người ta chăm sóc khu công viên, có cái trình độ tốt. Vậy thì chúng ta nên bỏ tiền ra mua những khu dự án như thế này, có đường xá rồi đủ nha. Rồi có một số khu thì người ta sẽ cho mình tự xây dựng theo cái kiểu mẫu nhà bao nhiêu tầng đó, khu biệt thự tùy theo túi tiền của mình có thể xây dựng. Chúng ta có thể chọn những kiểu nhà mẫu người ta xây dựng như các bạn, thì tuy rằng hơi nhiều tiền chút xíu nhưng mà thì ta ở rất là ok. Thì lúc đầu thì một số công trình xây dựng thì nó đều dáng người, nhưng mà các bạn biết cái đó thì thời gian chừng vài năm hay gì đó thì tất cả người ta sẽ mua nhà người ta ở thôi, chứ đất thì không có chỗ cho những con người mình ngày ngày càng phát triển mà, nên là các bạn đừng sợ là vắng. Mình mua nhà trước ở trước thì nó sẽ là ok hơn. Còn về những khu phân lô nha các bạn, thì người ta nhưng như các bạn có những khu nền đất lớn vậy đó, hoặc là nhiều chủ hộ với nhau, sau đó người ta liên kết lại, người ta phân nền ra, người ta bán, thì chỗ đó các bạn thấy không? Nó cái cây cối nó mọc tùm tùm, đó là những khu phân nền nha. Này thì không có ai bỏ để đầu tư cả, tại vì bán nền như mình thôi, đó cây cối mọc tùm. Người ta chỉ làm một số con đường nhỏ nhỏ cho mình đi thôi. Đó, đây là khu phân nền. Cho nên là chúng ta cũng phải xem xét
vấn đề bỏ tiền ra để mua những khu đất này để chúng ta xây dựng. Nó có nhiều rắc rối và phức tạp, rất là phức tạp các bạn. Cho những khu phân nền nên là hãy cẩn thận, vì chúng ta kiếm tiền cũng đâu có dễ đâu, cho nên là phải xem xét lại để mà cần mua đất ở khu phân nền như này. Đó là những lời khuyên mà mình góp ý với các bạn. Tuy rằng là các bạn muốn sở hữu mua đất ở những cái vị trí như thế nào thì tùy các bạn quyết định, và mua đất nền hay là đất khu dự án thì đó là quyết định của bạn, nhưng mà mình khuyên rằng mình sẽ lựa chọn những khu dự án có cái tốc độ phát triển một chút, có uy tín một chút, để các bạn sở hữu cho mình một cái căn nhà hoặc một cái địa điểm vừa ý nha các bạn.